Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tác hại và lợi ích của một doanh nghiệp gian thương sụp đổ. Ngày 14 tháng 8 báo Đất Việt có bài Khi một doanh nghiệp gian thương sụp đổ của tác giả Christian Nguyễn. Theo đó, tác giả nêu ý kiến rằng nếu biết một doanh nghiệp nào là gian thương, khả năng cao người tiêu dùng sẽ có tâm lý muốn nó bị sụp đổ. Tuy nhiên, để có nhận định được một doanh nghiệp có phải là gian thương hay không, thì tùy vào trải nghiệm nhận thức và khả năng cập nhật tin tức lọc tin của mỗi người hình ảnh bài trên báo đất việt tác giả phân tích lợi hại như sau tác hại nếu có tác động đến gdp sụp đổ một doanh nghiệp lớn có thể gây ra giảm gdp do giảm sản xuất và doanh thu tác động đến thị trường lao động mất việc làm cho hàng ngàn người lao động ảnh hưởng đến ngành công nghiệp và các doanh nghiệp khác nếu doanh nghiệp đó là một phần của chuỗi cung ứng sụp đổ có thể ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp khác tác động đến hệ thống tài chính nếu doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với hệ thống tài chính sự sụp đổ có thể gây ra làn sóng tổn thất cho các tổ chức tài chính khác lợi ích ra soát và cải tiến luật pháp việc sụp đổ có thể làm lộ rõ những lỗ hỏng trong hệ thống giám sát và quản lý đẩy mạnh cải tiến và thay đổi trong luật pháp và quy định loại bỏ cạnh tranh không lành mạnh nếu doanh nghiệp đó đã chiếm lĩnh thị trường một cách không công bằng hoặc có quy mô quá lớn sụp đổ của nó có thể mở đường cho sự cạnh tranh công bằng hơn và sự đa dạng hóa trong ngành việc loại bỏ doanh nghiệp có thể tạo điều kiện cho sự cạnh tranh lành mạnh hơn trong ngành khả năng phân tán tài nguyên tài nguyên, vốn, lao động, tài sản có thể được phân phối lại đến các doanh nghiệp hiệu quả hơn hoặc các ngành công nghiệp đang phát triển thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cải thiện tính công bằng và trách nhiệm xã hội. Nếu sụp đổ liên quan đến hành vi không đạo đức hoặc bất hợp pháp, việc loại bỏ doanh nghiệp đó có thể phản ánh một hệ thống quy định mạnh mẽ và công bằng, thúc đẩy lòng tin trong xã hội. Nói chung, nếu biết một doanh nghiệp nào là gian thương, khả năng cao người tiêu dùng sẽ có tâm lý muốn nói vì sụp đổ. Tuy nhiên, có thể nhận định một doanh nghiệp nào là gian thương hay không thì tùy vào trải nghiệm, nhận thức và khả năng cập nhật tin tức, lọc tin của mỗi người. Hình ảnh lễ khởi công nhà máy VinFast tại Mỹ, một hành động bị đánh giá là động tác giả của VinFast. Khi quan sát có thể tìm ra một số chỉ dấu để nhận biết một doanh nghiệp có phải là gian thương hay không cụ thể tác giả nêu một số chỉ dấu gian dối của tập đoàn vingroup bao gồm gần giống như việt á nói láo về sự cấp phép của who vingroup từng bịa đặt rằng fda cấp phép cho test kit vingkit của họ cho bảo vệ hành hung khách hàng là chủ sở hữu của những căn hộ condotel khi khách hàng muốn giải quyết vướng mắt với doanh nghiệp một số nơi bị người dân khiếu nại về vấn đề giải tỏa mặt bằng không công bằng Mặc kệ quyền lợi của người bị giải tỏa, ví dụ như dự án Vinhomes Riverside Hải Phòng. Phụ huynh VinSchool phản đối việc tăng học phí, thì VinGroup cấu kết với công an, nhờ công an mời phụ huynh lên đồn làm việc. Dùng nhiều thủ đoạn bưng bít truyền thông, đặc biệt là trên mạng xã hội Facebook, đã lợi dụng lỗ hỏng report để xóa nhiều bài viết tố cáo của các nạn nhân. Không phải là tất cả ai cũng bị xóa bài, nhưng rất nhiều người đã bị đại diện hãng xe vinfast vi phạm cam kết với khách hàng khi có sự cố hứa đổi xe cho khách sau đó trốn tránh trách nhiệm làm trò trên truyền thông để thổi phòng giá trị doanh nghiệp vinfast chưa bán được một chiếc xe nào ở mỹ nhưng cứ rêu rao là đã bán được xe ở mỹ đưa thông tin không rõ ràng về việc bán xe ở mỹ để đánh lừa người đọc hiện tại đang rêu rao đã bán được hơn cả ngàn xe ở mỹ quả thật với những bằng chứng mà tác giả đưa ra là đã quá đủ để kết luận Vingroup có phải là gian thương hay không. Có lẽ cần bổ sung thêm thông tin mới đây về việc xe VinFast bị lộ là hàng tàu nguyên con. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin tác hại và lợi ích khi một doanh nghiệp gian thương sụp đổ. Canh bạc của Phạm Nhật Vượng trên sàn Nasdaq. Báo Đất Việt ngày 14 tháng 8 có đăng bài phân tích của tác giả Jack Hammer Nguyễn về việc VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ, hình ảnh bài viết trên báo Đất Việt. Theo đó, trong tuần lễ thứ hai của tháng 8 năm 2023, VinFast dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán Nasdaq của Mỹ vào ngày 15 tháng 8. Đây là thị trường chứng khoán có nhiều công ty kỹ thuật cao Tác giả cho rằng tin Vinfast vào được Nasdaq là rất đáng phấn khởi. Lý do là từ Nasdaq, Vinfast có cơ hội thu hút rất nhiều tiền vốn tính bằng đô la Mỹ. Tiếp đó với số tiền ấy, công ty sẽ phát triển đủ thứ, nào mở rộng sản xuất, đầu tư nghiên cứu, vân vân. Một dòng chảy cổ cải chảy ngược về quê hương Việt Nam dưới dạng tiền lời, công việc làm, góp phần làm cho đất nước thịnh vượng. Giống như bao sự thịnh vượng ấy từ Samsung, Toyota chảy về Hàn Quốc và Nhật Bản thông qua thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời hơn 20 năm trước, nó cũng dần quen thuộc với cư dân thành thị Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với đại đa số dân chúng Việt Nam cũng như ở Mỹ, đó vẫn là thế giới xa lạ, thực sự không liên quan đến cuộc sống hàng ngày của họ là mấy. Tác giả nhận định trong vòng mấy chục năm vừa qua người ta chứng kiến sự lũng đoạn của đám tài phiệt trên thị trường chứng khoán và không ít lần nó bị sụp đổ người ta đoán già đoán non giá tương lai của các công ty rồi mua bán với nhau giá trị tương lai đó và đây là một canh bạc với những kẻ có tiền họ những kẻ có tiền có thể tung tiền lớn vào một công ty mà thực ra chẳng có giá trị tương lai nào đẩy giá nó lên làm đám dân chúng ít tiền chạy theo rồi sau đó là có thể bán đi với hàng loạt khi giá còn cao lấy lời bằng tiền mặt hãy hình dung một tiệm vàng nào đó ở khu chợ vườn chuối người chủ tiệm lúc nào cũng đang nắm đằng cán anh bán tôi mua anh mua tôi cũng bán và lúc nào tôi cũng có lời và thế là một phần của thị trường chứng khoán đã trở thành một sới bạc trong sới bạc đó có những gã có khi là ả giỏi mồm giỏi miệng đưa công ty của mình lên sàn mà thực lực thì không có gì cả, giá trị tương lai được tuyên bố vung vít thực sự là lừa đảo. Vì thế thị trường chứng khoán cũng đề ra nhiều cách thức kiểm soát gắt gao để phòng sự lừa đảo ấy. Hình ảnh tổng giám đốc VinFast toàn cầu Lê Thị Thu Thủy đứng trước một mẫu xe VF9 tại một triển lãm xe ở Las Vegas, tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ ngày 5 tháng 1 năm 2022. Có những công ty cố sống cố chết leo vào thị trường chứng khoán. Để vượt qua những kiểm soát gắt gao của thị trường chứng khoán, họ phải đi đường vòng qua những công ty bán tên trung gian. Đi đường vòng, nhưng thực ra nói theo ngôn ngữ cộng sản là đi tắt đón đầu. Trong những tay cố sống cố chết đó dĩ nhiên có đại gia Việt Nam Phạm Nhật Vượng. Rõ là Vượng muốn huy động vốn cho lẹ bằng tiền của người Mỹ. Ông muốn đánh bạc với các tài phiệt trên sới bạc thị trường chứng khoán nhưng nói đi cũng phải nói lại là với sự huy động vốn đó biết đâu ông tập trung phát triển nhà máy của ông tại hải phòng mà cho đến nay chẳng thấy hoạt động gì cả biết đâu ông tập trung nghiên cứu sản xuất pin cho xe điện tại quê hương hà tĩnh của ông tạo ra hàng ngàn công việc làm biết đâu với nhiều tiền mỹ như thế ông hạ giá các căn hộ cao cấp của mình để cho người nghèo thành thị việt nam công nhân gốc nông dân từ quê mới lên vào ở bao nhiêu cái biết đâu ấy chưa thấy đâu mà lại thấy các ông tổng thống mỹ thống đốc north carolina hoan nghênh ông vượng tạo việc làm cho hàng trăm hàng ngàn người mỹ qua dự án nhà máy xe điện của ông ở north carolina số của cải đồ sộ của phạm nhật vượng đưa ông lên thành một trong vài tỷ phú đô la người việt là tiền bạc ông thu từ việc mua rẻ bán đất đất đai là chủ yếu nói chung là tiền mồ hôi nước mắt của nông dân, công nhân Việt Nam trong mấy chục năm công nghiệp hóa chưa đầu vào đâu của Việt Nam. Thế nhưng có lẽ ông đang muốn chơi bạc với người Mỹ thay vì đầu tư tạo việc làm cho dân Việt Nam. Điều trớ trêu là Việt Nam Cộng sản này lại thích đánh bạc với bọn tài phiệt hơn. Với một loại kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Nguyễn Phú Trọng, trong đó tư bản vượng vinh thích đánh bạc hơn là làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin canh bạc của Phạm Nhật Vượng trên sàn Nasdaq. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút theo dõi kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê